Giờ học lại. Rồi, thì chúng ta sẽ tập trung trong khoảng 1 giờ. Tôi sẽ hướng dẫn phần này. Sau khi mà chúng ta chạy quảng cáo ấy, thì chúng ta sẽ liên quan đến cái vấn đề về đọc hiểu. Chúng ta cũng đã đọc hiểu rồi. Và liên quan đến các cái vấn đề về tối ưu. Tối ưu quảng cáo. Thế thì tối ưu quảng cáo là cái gì? Ở đây thì chúng ta là thực hiện những cái nhiệm vụ, nghiệp vụ làm sao cho cái giá thầu nó rẻ nhất có thể. Đấy, rồi thì giá comment nó rẻ nhưng mà tỷ lệ nhất lại cao, chi phí đơn hàng thì lại cao, đấy, vân vân kiểu như thế. Và chúng ta trả lời cho những cái câu hỏi làm sao để có nhiều tương tác, chất lượng, bình luận, đúng không ạ? Và chúng ta làm sao mà giảm được cái chi phí bán hàng nói chung, hoặc là với chi phí như cũ nhưng mà chúng ta lại bán được thêm nhiều hàng hóa hơn. Thế thì cái nhiệm vụ của chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta là cái người làm quảng cáo ấy, hoặc là sau này chúng ta không làm, chúng ta đi thuê người khác làm, thì chúng ta cần phải hiểu làm cái quảng cáo nó phụ thuộc vào những cái vấn đề gì. Đấy, cái quảng cáo nó phụ thuộc vào những vấn đề gì? Thì quảng cáo nó phụ thuộc vào một số những cái nhóm nguyên nhân cũng như là nhân tố như sau. Thứ nhất là nó phụ thuộc vào tài khoản quảng cáo. Đấy, thứ nhất là nó phụ thuộc vào tài khoản quảng cáo. Thứ hai là nó phụ thuộc vào nhắm chọn mục tiêu, cái target của mình. Thứ ba là nó phụ thuộc vào cái kỹ thuật chốt đơn. Thứ tư là nó phụ thuộc vào cái chính sách cũng như là khả năng chăm sóc khách hàng. Thứ năm là cái việc mình phát triển fanpage, chăm sóc fanpage, đúng không ạ? Thứ sáu là phụ thuộc vào nội dung của cái bài quảng cáo đó. Đấy. Các chương trình bán hàng, tính thời điểm. Tính thời điểm rất là quan trọng nha. Ví dụ như bây giờ này, dịch như này thì kể cả em chạy có hay đến bao nhiêu, hình ảnh của em đẹp đến bao nhiêu, giá rẻ bao nhiêu, không bán được. Thì tính thời điểm mà. Đấy. Thì đây là những cái yếu tố cơ bản để ảnh hưởng đến cái hiệu suất của quảng cáo mà ta cần phải tối ưu. Đấy, cái nhiệm vụ của chúng ta đi tối ưu tức là chúng ta đi tác động, thay đổi, làm cho một trong số hoặc là tất cả những yếu tố như thế này thay đổi là xong, và làm cho nó cái hướng tốt hơn, hiệu quả hơn, được chưa ạ? Đầu tiên là ta nói về sản phẩm. Thế thì rất may là ta bán thời trang, thì thời trang là một cái sản phẩm mà cái tính đổi mới của nó rất là cao, đúng không? Mẫu mã cứ mẫu nào đẹp hot bán chạy thì ta sẽ làm. Và các bạn nên nhá, các bạn nhất là ví dụ như Nhung chẳng hạn, hay là chị Hoài, một số người mà có cửa hàng, thì các bạn nên nhất là đặt sản xuất ấy, các bạn nên có những cái nhóm sản phẩm basic. Trong cái chiến lược mà tôi tư vấn, các bạn nên có những nhóm sản phẩm basic, tức là bán rất là dài. Đấy. Và trong trường hợp mà không có hàng để bán thì mình lôi cái hàng này ra mình bán. Thí dụ tôi nói thí dụ thế này, chẳng hạn như là một cái quần Âu màu đen, một cái quần Âu màu xanh, một cái quần Âu màu trắng thì bán quanh năm ngày tháng. Đúng không ạ? Bán quanh năm ngày tháng. Đấy. Ta đâu có nhất thiết là ta phải bán vào mùa nào. Tất nhiên nó cũng sẽ có mùa bán chạy, mùa bán kém, nhưng mà một cái chân váy bút chì, đúng không ạ? Một cái chân váy bút chì màu trắng, màu đen, màu xanh nhạt hoặc là màu xám lông chuột, có phải là đấy là những cái sản phẩm mà gần như là chúng ta sẽ bán được quanh năm không ạ? Đấy. Ý của tôi là như thế. Ý của tôi tức là chúng ta nên có những cái nhóm sản phẩm basic có thể bán quanh năm. Đấy. Có thể là để chốt thêm đơn và có thể xử lý được những cái thời điểm mà nó tính thấp điểm, hoặc là những cái con hàng mình vừa ra mà nó không may rằng là nó bán chạy quá mình hết hàng, hoặc là nó bán kém quá mình không bán được, thì mình phải lôi những con hàng này ra mình bán.
Đó, nên có những con hàng dài, hàng basic. Hoặc là cụ thể như lớp mình có bạn Hải Ánh ấy. Bạn ấy có những cái sản phẩm bạn ấy bán phải được bán rất là lâu, phải bán 4 5 6 tháng. Một mã hàng có thể sản xuất tái đi tái lại. Số lượng cái có thể lên tới cả 1.000 hàng. Thị trường rất là lớn mọi người ạ. À, thị trường rất là lớn chứ không phải thị trường nhỏ đâu. Mẫu Ở đấy Việt em phải Nam, bán mấy nghìn rồi. Nhiều lắm. vâng, ở Việt Nam mình là gần 100 triệu dân, nữ một nửa, nữ chiếm khoảng 48%, thì tương đương với khoảng độ 48 triệu là nữ. Xong rồi trong độ tuổi từ 18 đến khoảng 45 thì chiếm độ 2 phần 3, đúng không ạ? Thế thì nó đến mấy chục triệu, 30 triệu nữ mà ta bán một sản phẩm mà ta bán không nổi được vài chục hàng thì chắc chắn là ta đang làm kém chứ không phải là ta giỏi đâu nhá. Rồi sản phẩm thì chúng ta phải đổi mới liên tục. Đấy, ta có thể ra những cái chiến lược là vừa là bán basic bán dài, vừa là ra những con hàng hot, thậm chí có những con hàng mình có thể sản xuất ít thôi mình bán cao để làm gì, để mình làm thương hiệu chứ không phải là mình bán cao để mình lời nhiều đâu, bởi vì chi phí nhiều khi nó cũng quá tội. Nhưng hiểu không, bây giờ sản xuất ra 200 bán lên 1 triệu tưởng lời được 800, nhưng mà thực ra ngồi chạy ad cũng mất xử 500 600 mới được một đơn. Đúng rồi, xong rồi tiền làm marketing nữa, KOL nữa. Thế thì khi như thế nó mới nói là cái nhà này, cái cách mà bọn bọn khách hàng nó hay nói chuyện là cái nhà này hay cái nhà kia, thương hiệu này thương hiệu kia, đúng không? Có những mẫu rất là đẹp, rất là xuất sắc, thì những mẫu khác em bán rẻ, tự khắc họ cảm thấy rẻ. Là bởi vì em có những mẫu em bán lên giá rất cao, thậm chí em ra mẫu thật đẹp vào nhưng có khi em chỉ ra được 10 hàng bán hết thôi. Không bán hết em vẫn chạy quảng cáo, bán hết rồi em vẫn chạy quảng cáo, đứa nào vào hỏi em bảo hết rồi. Thế thì nó có những cái mẫu hàng lên tiền triệu thì tự khắc những cái mẫu hàng bán tiền trăm nó sẽ trở nên rẻ, và mọi người sẽ thấy là mua như này là rất rẻ, hãng này hàng đẹp. Ok. Đấy, chúng ta cần phải tính đến yếu tố mùa vụ, yếu tố thời điểm, nhất là đối với người mà làm lĩnh vực thời trang như chúng ta, đúng không? Nên có những mẫu độc quyền. Đấy, nên có những mẫu độc quyền hoặc là mẫu ra nhanh. Đấy, bán hết rồi thôi, không bán nữa. Thời trang nó cũng rất là nhiều mẫu, không phải lo. Thế còn về fanpage thì tôi đã hướng dẫn rồi và bạn Nhung đã chia sẻ rồi. Đấy, các bạn cần phải chỉnh sửa fanpage cho đẹp, đầy đủ thông tin, tạo được uy tín cho fanpage thông qua feedback, thông qua rating, thông qua các cái bài viết chia sẻ về đồ ăn thức uống, rồi làm đẹp, rồi thì chăm sóc con cái vui vui đăng lên đấy. Xong đó thì thực hiện các nghiệp vụ chim mồi hàng ngày, viết những cái câu chuyện, cái bài viết để tăng lượng chia sẻ lên. Rồi bây giờ mùa thu rồi, bắt đầu viết về mùa thu, bắt đầu viết về tình yêu mùa thu, bắt đầu tựu trường, rồi bắt đầu viết về dịch bệnh, đúng không ạ? Đấy, trong dịch bệnh có những cái tình cảm, tình người như này như kia, kiểu kiểu như thế. Hoặc là cứ đơn giản nhất là cứ giống như là bạn Nhung bạn làm ấy, là lấy mấy cái video, cứ lấy mấy cái video của bọn khác đăng lên, thế là ngon, đúng không? Rồi các bác lấy hình ảnh ở chỗ khác thì phải ghi rõ nguồn nhá, nguồn Đúng hoặc là rồi, để sưu tầm không cứ ghi nguồn, sưu tầm nó cái đứa nó không thích đâu, phải chứ ghi nguồn. Ví dụ như là page nào giả sử như ông Phan Anh ông ấy có vào, ông ấy thấy là lấy bài của ông ấy, ông thấy là bọn này tử tế, thậm chí tag cả tên ông vào luôn đấy, còn thì ông lại càng càng được, ông được lợi mà, ông được lợi là bọn này quảng cáo cho tao. Thế thì như thế thì là nó không nói gì, chứ mà lấy ảnh mà cứ đăng lên âm thầm bán hàng cạnh tranh với nó chả gì post, chả chết phết. Rồi chúng ta cũng có thể phát triển những cái fanpage về cộng đồng, hoặc là xây dựng thương hiệu cá nhân của mình lên, là mình chạy đấy.
chứ không nhất thiết là lúc nào cũng chỉ chạy ở trên cái page của mình nhá. Cái page mà nó có tương tác tự nhiên nhiều ấy thì nó giúp mình rẻ quảng cáo đi rất nhiều, nó giúp mình rẻ quảng cáo đi rất nhiều, và cái page đấy nó cũng rất là hiệu suất, nhớ điều đấy. Rồi tiếp tục là tài khoản quảng cáo, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có những cái tài khoản quảng cáo uy tín chạy cho nó tốt. Thí dụ như là ở đây trong lớp này tôi mới chỉ biết là một trong người mà có thể nói là rất là may mắn đấy là Hải Ánh, nó có một cái tài khoản quảng cáo rất là tốt. Tài khoản quảng cáo nó quyết định cái hiệu suất quảng cáo rất nhiều, cái tài khoản quảng cáo ấy. Nên là cố gắng giữ nó thật sạch, tiêu tiền đều đặn, và nó làm cho cái tài khoản của mình uy tín lên thì mình sẽ chạy nó sẽ hiệu quả và nó không bị những cái lỗi nọ lỗi kia nhiều. Đấy là điều quan trọng trong cái quảng cáo nhé, đừng có ham mà kiểu bùng lậu của nó được vài đồng chả giải quyết cái gì cả, cứ cứ nạp tiền đầy đủ, thanh toán đầy đủ, có lời còn hơn là bùng lậu mà chả có đồng nào. Đấy, Thế thậm ơi, chí em hỏi là tí. vâng, mời Nhung. Khác với quảng cáo thì là cái chạy rẻ hay đắt thì mỗi nick nó cũng khác nhau đúng không thầy? Chính xác. Tại vì trước em thì em cũng có một cái nick chạy rất là rẻ, em chạy quảng cáo của cái nick đấy rất là nhiều rồi, tầm tỷ mấy rồi. Xong rồi đùng một cái đợt đấy em bị vi phạm một cái nhạc, thế là nó vô hiệu hóa cái nick đấy, xong rồi em không mở được lại. Xong mở cái nick mới thì quảng cáo thì vừa không được hỗ trợ mà nó lại bị đắt hơn. Đúng rồi, cái đấy là khi mà đã xảy ra rồi thì em mới thấy cái giá trị của một cái nick cũ là như thế nào. Nên là mọi người có cái nick mới, như bây giờ em có cái nick mới đấy, em nuôi nó, em làm rất là cẩn thận, bởi vì nó là cái câu chuyện của đường dài. Có thể trong ngắn hạn thằng kia nó kiếm nhiều hơn mình đấy, nhưng mà trong dài hạn thì có thể nó chết tài khoản, mình vẫn còn. Nhưng mà nó còn cả về vi phạm cộng đồng nữa, về ví dụ như mình ghép nhạc bị sai, hoặc là mình live stream bị có nhạc kiểu có bản quyền vào nữa ấy. Cho nên nhiều khi bị đánh kiểu 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 mà mình không lường được ấy. Thực ra cái đấy là hoàn toàn lường được nếu như em được học, hoặc là em có một chút cái ý thức về 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 luật pháp chẳng hạn. Như thầy, kể cả thầy không học thầy vẫn biết là như thế là vi phạm, là thầy sẽ không sử dụng. Ví dụ như thầy live stream là thầy không bao giờ bật nhạc The Pasito hay là Sunflower, những bài rất là hay, nhạc live stream ngồi yên chào các bạn thế thôi, chả có nhạc gì mà không, chỉ có mấy cái nhạc tung 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 tình tinh thôi, cái nhạc nó không đâu vào đâu thôi. Em là sau đợt mất nick thì em mới đi em tìm hiểu, thì là mê 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 tránh cái nick bây giờ nó bị. Nhưng mà nick bây giờ quảng cáo thì cũng phải cố, tại vì không được hỗ trợ từ Facebook ấy. Ngày trước thì nhiều thì Facebook nó cũng hỗ trợ ấy. Quảng cáo mình đào doanh thu nhiều ấy, mình trả cho nó nhiều thì nó quan tâm hơn. Thường bây giờ nó một là mình, thực ra cái lượng tiêu tiền của em vẫn là tiêu nhiều chứ không phải tiêu ít, nhưng chẳng qua là những cái nick từ cái thời điểm cũ ấy, là nó support kỹ. Bây giờ những nó do không phải là do cái thằng support đâu, mà nó do quyền ưu tiên về cái tài khoản, không biết tại sao nhưng mà những cái tài khoản cũ ấy, chạy rất rẻ, không biết Tài tại khoản sao đấy của luôn. em lâu lắm rồi. Mình có một cái anh học viên ấy, mình dạy anh ấy 10 năm rồi. Anh ấy có một cái tài khoản chạy 7 năm chưa bị chết. Tiêu khoảng độ 6 tỷ. Con ấy chạy rẻ kinh khủng khiếp luôn. Rồi, tiếp tục là nội dung quảng cáo là tác động đến hiệu suất quảng cáo rất mạnh. Đấy. Và chúng ta nên cân nhắc và ưu tiên chạy quảng cáo bằng video. Đối với ngành thời trang của chúng ta thì chúng ta nên sử dụng video dạng giả live stream và dạng TikTok, tức là dạng TikTok nhé, không phải là mình sẽ gắn TikTok vào, giống như là lột áo này, thay áo này. Đấy, hoặc là bọn nó hay làm cái kiểu kiểu như này,
nghĩ về một cái áo trong đầu, xong đó kéo bụt tụt xuống, nó dùng cái hiệu ứng ấy. Đang ngồi nghĩ nghĩ như này, trong đầu nó tinh ra video, nó làm nó tinh ra là một cái váy trên hình, sau cầm nó bắt đầu cầm cái đấy kéo vào mình, hay là ra cái áo đấy.